Thưa quý vị, những ngày qua, biết tại thành phố Bến Tre có tổ chức hội chợ thương mại nên một nhóm đối tượng cùng tại các địa phương khác đã thuê xe ô tô đến và trà trộn vào các du khách tham quan mua sắm để thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Theo đó, vào tối 22 tháng 5, biết tại thành phố Bến Tre có tổ chức hội chợ thương mại nên nhóm đối tượng gồm Nguyễn Hữu Thái sinh năm 1973, Tô Thị Bé Bảy sinh năm 1964, Nguyễn Văn Trường sinh năm 2001, Nguyễn Thị Bé Thu sinh năm 1999 cùng ngụ tỉnh An Giang và Nguyễn Công Ngọc sinh năm 1966 ngụ tỉnh Sóc Trăng đã thuê xe ô tô từ tỉnh Long An đến đây với đồ trà trộn vào các du khách tham quan mua sắm để thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Tại đây, các đối tượng này đã dàn cảnh ra tay cướp giật hai sợi dây chuyền, một nhẫn vàng của hai khách tham quan, tổng trọng lượng gần 23 chỉ vàng 18K trị giá gần 80 triệu đồng rồi tẩu thoát. Công an thành phố Bến Tre đã xác minh làm rõ được các đối tượng trên chính là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ để xử lý theo quy định pháp luật.